Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn với tiêu chí kinh doanh phụng sự đến rất đầu. Shop xe đạp thể thao VIP, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, luôn có đủ xe, đủ size, đủ màu của nhiều thương hiệu, đủ chủng loại, nhiều cấu hình, nhiều mức giá bán tới bạn trên mọi miền tổ quốc. Chỉ cần bạn có nhu cầu mua xe đến với shop, chắc chắn bạn sẽ mua được xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Và shop luôn nhập thêm nhiều dòng xe mới, nhiều model mới của nhiều thương hiệu mới. Trong video này, shop tiếp tục giới thiệu và bán tới bạn những sản phẩm huyền thoại từ hãng xe đạp Titter. Và đây là một dàn xe đạp Titter đủ màu, xe đạp đua Titter Thunder với cấu hình khung càng phọc in bằng carbon. Và bản Titter Thunder này sử dụng bộ truyền động Shimano Sora R3000. Đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay, shop đã nhập về ngập kho, đủ màu đủ size, giới thiệu và bán tới bạn. Titter Thunder Sora có 7 màu, có màu đỏ tem bạc, màu xanh ghi, màu đen đỏ, màu ghi matuza, màu cam, màu bạc titan và màu trắng đỏ. Và từng màu sắc thì shop sẽ làm review chi tiết để bạn thích màu nào bạn mua màu đó. Và với xe đạp đua Titter hiện nay, shop đang có đủ model và đủ cấu hình xe, từ Titter Thunder sử dụng bộ truyền động Shimano 105 R7000, hay đây là những chiếc xe đạp đua Titter Thunder sử dụng bộ truyền động Shimano Sora, còn có Titter T10 Pro sử dụng hai phiên bản, đó là Shimano 105 R7000 và Shimano Tiagra 4007. Shop cũng có hàng. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán tới bạn Titter Thunder màu bạc titan. Đây là bản mới nhất 2021 từ hãng xe đạp đua Titter. Chiếc Titter Thunder này đang được trang bị bộ truyền động Shimano Sora R3000 18 tốc độ. Titter Thunder có cấu hình khung càng cọc in bằng carbon, sử dụng sợi carbon nano. Và đây là chiếc màu bạc titan. Shop đang có đủ hai size, đó là size 46 và size 418. Pô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm, tay lái được thiết kế theo dạng cánh, thiết kế khí động học. Cáp được âm trong tay lái và âm trong khung. Vâng, kiểu khung này thì được hãng xe đạp Titter phát triển và sử dụng rất lâu, kiểu khung rất đẹp. Và với những model của hãng Titter thì shop bán rất nhiều và luôn có đủ xe để màu đủ size. Và người sử dụng tại Việt Nam thì rất là yêu chuộng bởi vì cấu hình cao, giá phù hợp. Yên của hãng Titter, yên mút bọc da mềm. Cặp vành bánh của hãng Vichobec với vành bằng hợp kim nhôm, cao 4cm, nan hoa bằng thép, chân nan hoa inox và sử dụng cặp Meyer đùm bạc đạn của hãng Vichobec cắt CNC. Lốp sử dụng lốp Innova Pro 700x25C. Phanh trước phanh sau sử dụng của hãng Vichobec. Phanh sử dụng cần gạt thay đổi nhanh độ căng của cáp và thay đổi cung bóp rất nhanh. Và với tay lái dạng cánh này thì bạn điều khiển xe, sử dụng xe đặt tay ở vị trí này thì rất thuận tiện, cũng như là không bị ê cù tay này cả nhà, rất thoải mái luôn. Và đây là chiếc xe đạp đua Titter Thunder sử dụng bộ truyền động Shimano Sora R3000 gồm 3 món, đó là tay đề lắc Shimano Sora R3000, gạt đĩa Shimano Sora R3000, gạt clip Shimano Sora R3000 sử dụng clip thả 9 tầng của hãng Sunshine, và bộ đùi đĩa của hãng Vichopec, đùi đĩa cục rỗng cắt CNC và hai đĩa và 9 lít, tức là xe này có 18 tốc độ. Đây là chiếc xe đạp đua Titter Thunder bộ truyền động sử dụng cho chiếc Titter này là Shimano Sora. Shop còn bảng Titter Thunder sử dụng bộ truyền động Shimano 105 R7000 3 món. Shop cũng có đầy đủ, rất đa dạng và phong phú, và có nhiều cấu hình như thế này, nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Vâng, bạn còn câu hỏi nào thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao VIP.com qua số điện thoại hotline 0983315936. Shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Đến với shop mua được xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà, không cần phải đi đâu xa, sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao VIP.com vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop luôn cập nhật những sản phẩm mới, những
phiên bản mới từ các hãng xe đạp thể thao, và qua những video này chắc chắn bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp. Một lần nữa cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.